cho các bạn. Bây giờ bữa nay chúng ta đi tiếp. Hôm trước chúng ta đã làm xong tới cái phần về tổng và tích hữu hạn. Thì từ đó đó chúng ta sẽ xây dựng những cái kết quả căn bản liên quan tới cái các phép toán cộng và nhân. Đó là cái công thức khai triển nhị thức Newton. Đó là định lý 1.5. Thì công thức này khai triển cho thấy là A cộng B mũ N nè, thì là bằng sigma CNK A mũ N trừ K B mũ K, với K thay đổi từ 0 cho tới N. Và đó là cái đẳng thức thứ nhất. Và cái đẳng thức thứ hai đó là A mũ N trừ B mũ N bằng A trừ B nhân cho sigma A mũ N trừ K B mũ K trừ 1. Thế thì cái hai cái công thức này đó, nó là tổng quát của những cái mà chúng ta gọi là hàng đẳng thức. Thì ở dưới trung học đó, chúng ta lấy một số trường hợp đặc biệt, lấy N bằng 2, lấy N bằng 3, và ta gọi nó là hàng đẳng thức đáng nhớ. Thế thì cái chứng minh đó, là lũy thừa được định nghĩa bằng quy nào, tổng hữu hạn cũng được định nghĩa bằng quy nào. Vì vậy cho nên là cái công thức khai triển nhị thức Newton này nè, là chúng ta chứng minh bằng quy nào. Thì đó là tôi trình bày ở trong tài liệu các bạn đọc. Và nếu các bạn thắc mắc thì các bạn hỏi thì tôi sẽ giải đáp. Tuy nhiên ở đây thì tôi sẽ viết cụ thể để chúng ta thấy rằng cái ý nghĩa của cái công thức đó là gì. Cái công thức thứ nhất đó, nó là A cộng B mũ N nè. A cộng B mũ N nè là bằng sigma CNK, sigma với K thay đổi từ 0 cho tới N nè. Như vậy có nghĩa là chúng ta lấy các giá trị K do định nghĩa của tổng hữu hạn, tức là ta lấy K bằng 0, thế vô, K bằng 1, thế vô, cho tới K bằng N, thế vô, rồi lấy tổng. Như vậy K bằng 0, thế vô, thì nó sẽ là C, số hạn của nó là CNK, A mũ N là trừ K, B mũ K. Vì vậy cho nên K bằng 0 thì nó là CN0 A mũ N trừ 0 B mũ 0 cộng cho số hạn ứng với K bằng 1. K bằng 1 nó là CN1 A mũ N trừ 1 B mũ 1 cộng tiếp tục như vậy cho đến cái số hạn cuối là ứng với K bằng N, thì nó là CNN A mũ N trừ N B mũ N. Thế thì ở dưới trung học chúng ta cũng đã có nói sơ qua, là bởi vì những cái hàng đẳng thức chẳng hạn như A cộng B bình phương, A cộng B mũ 3 thì chúng ta đã có. Thế thì chúng ta cũng đã biết là nếu mà A cộng B mũ N thì việc đầu tiên là ta sẽ làm là như vậy, là ta sẽ viết A mũ N, rồi sau đó giảm bậc A mũ N xuống và tăng B lên, rồi A mũ N trừ 2 giảm A xuống thì tăng B lên, cho tới khi mà giảm A xuống mất hết thì chỉ còn lại B, đó là B mũ N. Thì thật sự cái số hạng này nè, chính là cái số hạng này. Số hạng này nè, chính là số hạng này. Cũng giống như là số hạng cuối cùng này nè, chính là số hạng này. Và như vậy thì cái việc mà chúng ta lấy cái A lũy thừa rồi giảm bậc A xuống, tăng bậc B lên, nó chính là cái số hạng A mũ N trừ K. Cái số hạng của A mũ N trừ K nhân cho B mũ K, với K thay đổi từ 0, 1 cho tới N nào. Đó là cái ý nghĩa thứ nhất. Thứ hai đó là chúng ta sẽ đưa vô đây là các cái hệ số của tam giác Pascal. Chúng ta lấy cái hệ số của tam giác Pascal. Tam giác Pascal là cái tam giác mà có cái cột đầu tiên gồm toàn số 1. Đường chéo là gồm toàn số 1. Sau đó cộng hai số hạng đầu cho được số hạng cuối. Cộng số hai số hạng hàng trên cho ra số hạng hàng dưới. Như vậy cái này cộng lại là 1331. Cái này cộng lại là 1, 4, 6, 4, 1. Rồi cái này cộng tiếp
cái này là 14641, rồi cộng tiếp cái này cộng xuống là 15101. Cái hàng này là ứng với lũy thừa n bằng 0, n bằng 1, cái này là lũy thừa n bằng 2, lũy thừa 3, lũy thừa 4, lũy thừa 5, vân vân. Thì các hệ số chúng ta đưa vô ở đây là hệ số của tam giác Pascal. Thì khi mà dùng các cái hệ số của tam giác Pascal á, thì điều đó có nghĩa là cái n này nè là phải được xác định. Và ngoài ra nữa, nếu mà chúng ta muốn vẽ cái tam giác Pascal thì chúng ta lại phải làm kéo dài như vậy. Thế thì ở trong trường hợp này đó, là người ta dùng cái hệ số tổ hợp. Nghĩa là dòng này nè là n nè bắt đầu từ 0 trở đi. Cột này nè là k bắt đầu từ 0 trở đi. Vì vậy cho nên là thay vì cái tam giác Pascal như vậy thì người ta mới lấy là C00, C10, tức là n bằng 1, k bằng 0, n là bằng 1, k bằng 1, n là bằng 2, k bằng 0, n là bằng 2, k bằng 1, n là bằng 2, k bằng 2. Kéo dài cho tới cái dòng thứ n, tức là CN1, cho tới CNK-1, rồi CNK, rồi tới CNN. Cái này là dòng thứ n. Dòng thứ n cộng 1, tức là CN cộng 1, 0. Rồi tới cái chỗ này là CN cộng 1K. Rồi cho tới cái dòng này là CN cộng 1, N cộng 1. Thế thì nếu chúng ta sắp các cái hệ số của cái tam giác Pascal, các cái hệ số tổ hợp theo cái kiểu như vậy, thì về hình thức nó sẽ giống cái tam giác Pascal. Ngoài ra, do cái tính chất của tổ hợp mà bữa hôm trước chúng ta nói, tức là chúng ta có rằng CN0 bằng CNN bằng 1 với mọi n. Và như vậy thì điều này có nghĩa là cái cột đầu cũng gồm toàn số 1. Trên cái đường chéo, đó, tức là C00-1122NN, thì nó giống như trên đường chéo này, tức là gồm toàn số 1. Và ngoài ra, ta có tính chất đó là CNK-1 cộng CNK thì là bằng CN-1K. Và như vậy điều đó có nghĩa là lấy hai số hạng này mà cộng lại thì nó ra số hạng dưới. Hay nói khác đi là các hệ số tổ hợp nó thỏa đầy đủ các tính chất như là các cái hệ số của tam giác Pascal. Và đó chính là về mặt hình thức. Tuy nhiên, nếu chúng ta dùng cái hệ số tổ hợp thì chúng ta có thể khai triển A cộng B mũ N với N là trừu tượng, không cần là N có giá trị cụ thể. Và ngay cả với trường hợp N có giá trị cụ thể, chẳng hạn như là N bằng 5, thì chúng ta có thể khai triển tam giác Pascal tới hàng thứ 5. Rồi thì chúng ta điền vô, nó sẽ ra là 1, 5, 10, 10, 5, 1. Nhưng mà nếu sau đó chúng ta lại muốn khai triển A cộng B mũ 10, thì ta lại phải viết lại tam giác Pascal cho tới hàng thứ 10. Rồi chúng ta sẽ điền con số vô. Nếu chúng ta dùng hệ số tổ hợp, thì ta có thể biết là các hệ số của nó sẽ là cái đầu tiên là C10, rồi tới C11, rồi chấm 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 cho tới C10. Và do đó, cái công thức khai triển nhị thức Newton bằng cái hệ số tổ hợp là cái mà nó sẽ giúp ta có thể là khai triển bất cứ một cái lũy thừa nào, một cái lũy thừa của một cái tổng nào mà một cách khá đơn giản. Đó là cái ý nghĩa của cái công thức thứ nhất, đó là công thức khai triển nhị thức. Rồi, vượt qua công thức thứ nhì. Qua cái công thức thứ nhì đó, thì chúng ta có công thức đó là A mũ N trừ B mũ N là bằng A trừ B nhân cho sigma A mũ N trừ K B mũ K trừ 1 với K thay đổi từ 1 cho tới N. Thì cụ thể đó là cái vế phải của nó, chúng ta khai triển cái tổng hữu hạn này ra thì nó là A trừ B nhân cho K bằng 1 thế vô. K bằng 1 thế vô thì nó sẽ là A mũ N trừ 1 B mũ 1 trừ 1 cộng cho
K bằng 2 thế vô, tức là A mũ N trừ 2, B mũ 2 trừ 1, cộng cho số hạng cuối cùng là A mũ N trừ N nhân cho B mũ N trừ 1. Thế thì cái ý nghĩa mà ở dưới trung học chúng ta cũng đã làm cái này, tức là gì? Nếu chúng ta lấy A mũ 5 mà trừ đi B mũ 5 thì là bằng A trừ B. Nhân cho cái A ở đây đó, mũ tối đa là 4. Là bởi vì mũ 4 ở đây, nhân cái A ở đây thì ra mũ 5. Vì vậy cho nên cái bậc của A ở đây này là phải nhỏ hơn cái bậc A ở đây là 1. Và đó chính là lý do tại sao cái chỗ này chỉ là A mũ N là trừ 1. Nhân cái A này thì sẽ ra A mũ N. Rồi. Và như vậy, tiếp tục sau đó là chúng ta giảm bậc của A xuống và tăng bậc của B lên. Giảm bậc của A xuống, tăng bậc của B lên. Giảm bậc của A xuống, tăng bậc của B lên. Và cứ tiếp tục như vậy thì nó sẽ là số hạng này. Và chính cái tổng này nè, chính là cái tổng ở phía phải này. Rồi. Đó là cái ý nghĩa của cái công thức, ý nghĩa của cái công thức thứ nhì. Thế thì đó là cái các cái tính chất đầu tiên mà chúng ta quan tâm. Thế thì ở dưới trung học đó, khi nói về các hàng đẳng thức đáng nhớ thì chúng ta có chia phân chia ra công thức là A cộng B bình, rồi A trừ B bình, rồi A cộng B mũ 3, rồi A trừ B mũ 3, rồi vân vân và vân vân. Rồi thậm chí chúng ta có công thức là A mũ 3 cộng B mũ 3. Tuy nhiên, đứng về cái quan điểm như mình đã trình bày ở trong cái phần trước, trừ là một trường hợp đặc biệt của cộng, đó là khi chúng ta cộng cho đối thì ra trừ. Vì vậy cho nên, từ cái công thức khai triển nghị thức với cái lũy thừa N của tổng, hay là cái này là hiệu của hai cái lũy thừa N, thì chúng ta có cái hệ quả của nó, đó là hệ quả 1.6, đó là A trừ B mũ N. Thế thì ở đây đó, do chúng ta biết rằng trừ chẳng qua chỉ là cộng cho đối, cho nên cái hệ quả 1.6 này nó sẽ là A trừ B mũ N. Vậy thì cái này nó chính là A cộng cho trừ B rồi mũ N. Vậy thì do công thức trên nó sẽ là bằng sigma CNK A mũ N trừ K nhân cho trừ B, nhân cho trừ B mũ K. Mà trừ B thì nó là bằng trừ 1 nhân với B. Cho nên cái trừ B mũ K nó sẽ là bằng trừ 1 mũ K nhân cho B mũ K. Và như vậy rõ ràng đó là cái trường hợp mà ta dùng cái công thức khai triển A trừ B mũ N. Chính cái đại lượng này nè, cái đại lượng trừ 1 mũ K này, người ta gọi nó là đại lượng đang dấu. Là bởi vì khi K là số chẵn thì trừ 1 mũ chẵn là cộng 1. Còn khi K là số lẻ thì trừ 1 mũ lẻ là trừ 1. Hay nói khác đi, chính cái chỗ này ở dưới đó thì là cái dấu của cái vế phải thì nó sẽ luân phiên thay đổi là cộng trừ cộng trừ cộng trừ. Đó, và cái đó cũng là cái đại lượng đang dấu này mà chúng ta sẽ quan tâm tới sau này trong một số trường hợp khác. Đó. Tương tự như vậy thì khi mà n là số lẻ, thì như ta biết đó, trừ b mũ n là bằng trừ 1 mũ n nhân b mũ n. Vì vậy cho nên khi n mà là số chẵn thì trừ b mũ n là bằng b mũ n. Còn khi n là số lẻ thì trừ b mũ n là trừ của b mũ n. Vậy thì khi đó a mũ n mà trừ cho trừ b mũ n thì là bằng a mũ n cộng b mũ n. Như vậy, trường hợp đặc biệt khi n là số lẻ thì ta có thể khai triển cái công thức là A mũ N cộng B mũ N. Thì lúc đó, đó là ta sẽ thay cái trong cái hệ quả 1.5, trong cái định lý 1.5 phía trên đó, là ta chỉ việc thay cái B bằng trừ B. Do đó, cái chỗ này nó sẽ là A trừ cho trừ B nhân cho sigma của A mũ N là trừ K nhân cho trừ B mũ K trừ 1. Trừ B mũ K trừ 1 thì tương tự như ở phía trên,
thì nó sẽ là bằng trừ 1 mũ k trừ 1 nhân cho b mũ k trừ 1. Và chính vì vậy cho nên nó cũng lại xuất hiện cái đại lượng đan dấu này. Đó là trừ cái đại lượng là trừ 1 mũ k trừ 1. Cái tổng này nè, thì cái này là các bạn sửa lại nhé. K bắt đầu từ 1 chứ không phải K bắt đầu từ 0. Là bởi vì trong cái định lý phía trên á, thì cái K này là bắt đầu từ 1. Mà chẳng qua ta chỉ việc thay cái B này bằng trừ B thôi. Cho nên cái tổng này là thay B này bằng trừ B. Và do đó cái trừ B mũ K trừ 1 nó sẽ xuất hiện ra đại lượng trừ 1 mũ K trừ 1 nhân cho B mũ K trừ 1. Và K bắt đầu từ 1. Do đó nhắc lại ha, các bạn sửa lại cái chỗ này là cái tổng này là K bắt đầu từ 1. Và như vậy cái K đầu tiên là K bằng 1. K bằng 1 thì trừ 1 mũ 1 trừ 1 là bằng số chẵn. Cho nên cái dấu đầu tiên nó sẽ là dấu cộng. Như vậy cái này nó cũng phù hợp với cái khai triển ở dưới trung học. Ở dưới trung học khi mà chúng ta lấy cái A trừ B, A trừ B mũ 5 chẳng hạn, thì chúng ta sẽ khai triển là A mũ 5 rồi A mũ 4B rồi A mũ 3B2 v.v.v. Sau đó chúng ta cho tam giác Pascal vô, cho các hệ số của tam giác Pascal vô. Rồi sau đó, nếu mà là dấu trừ, thì chúng ta sẽ viết dấu của nó là cộng trừ, cộng trừ, cộng trừ, vân vân. Rồi, và đó như vậy thì chúng ta quan tâm tới chính được các cái hàng đẳng thức tổng quát mà chúng ta có. Cũng chính từ cái vì cái chuyện mà n là số lẻ này nè, cho nên ta nhớ rằng khi mà nói những cái hằng đẳng thức đáng nhớ ở dưới trung học thì người ta liệt kê là 7 hằng đẳng thức, nó là số lẻ. Là bởi vì những cái hằng đẳng thức của mình có đó là bao gồm cái gì? Những cái hằng đẳng thức mà của mình đó là bao gồm cái A cộng B bình nè, A trừ B bình là 2 nè, A cộng B mũ 3 nè, A trừ B mũ 3 là 4 nè. Rồi A bình trừ B bình, A 3 trừ B 3 là 6. Xong rồi cái thứ 7 đó là A 3 cộng B 3. A 3 cộng B 3, bởi vì nó điều kiện n là số lẻ. Do đó chúng ta không có cái công thức cho A 2 cộng B 2. Đó, cho nên chúng ta nhớ là cái công thức A n trừ B n thì nó sẽ đúng với n bất kỳ. Còn cái A mũ n cộng B mũ n thì chỉ có khi n là số lẻ. Rồi, và như vậy qua cái phần trên, tức là chúng ta đã liếc qua các cái hằng đẳng thức. Thế thì thêm cái quan hệ thứ tự trên R, cho nên chúng ta có các cái bất đẳng thức quan trọng mà chúng ta dùng ở trên R như sau. Cái bất đẳng thức thứ nhất đó là bất đẳng thức Cauchy. Thì cái bất đẳng thức này đó, nó là A cộng B trên 2 lớn hơn hay bằng căn AB. Cái bất đẳng thức này thì hiển nhiên là bởi vì chúng ta lấy căn A trừ căn B bình mà bình phương lên, thì bình phương của bất cứ số thực nào cũng là số dương. Mà căn cái này khai triển ra thì nó sẽ ra là cái căn A bình phương là A, căn B bình phương là B, rồi trừ 2 lần căn A nhân căn B, tức là trừ 2 lần căn của tích AB. Và vì vậy cho nên từ đây bất đẳng thức hiển nhiên này chúng ta suy ra như vậy. Đó. Và vì vậy cho nên là cái bất đẳng thức Cauchy đầu tiên này thì khá hiển nhiên. Tuy nhiên cái bất đẳng thức này thì được phát biểu dưới cái dạng là gì? Hai số cộng lại mà chia đôi thì được gọi là trung bình cộng. Hai số mà nhân với nhau rồi lấy căn bậc 2 thì ta gọi đó là trung bình nhân. Thì khi đó ý của cái bất đẳng thức Cauchy này đó là với mọi cặp số dương thì trung bình cộng luôn luôn lớn hơn hay bằng trung bình nhân. Và từ đó thì người ta tổng quát hóa ra cho các số thực, cho n là số thực chứ không phải là hai số thực như ở đây. Thì với n là số thực thì cộng tất cả các số lại, các số đó lại rồi chia cho n nè, thì cái đó chính là cái đại lượng trung bình mà ta gọi là trung bình cộng. Còn nếu chúng ta nhân các số đó với nhau rồi lấy căn bậc n nè, thì cái đại lượng đó được gọi là trung bình nhân. Đó là cái bất đẳng thức đầu tiên, mà đó gọi là bất đẳng thức Cauchy. Thứ nhì là tới cái bất đẳng thức mà ở dưới trung học đó, thì ta gọi nó là bất đẳng thức bất đẳng thức Bunyakovsky. Tuy nhiên cái tên tổng quát mà
mà dễ tham khảo hơn, nhất là đối với cái tài liệu mà sách nước ngoài đó, thì cái bất đẳng thức này được gọi là bất đẳng thức Schwarz, hoặc là tên đầy đủ của nó là bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. Thì cái bất đẳng thức này đó là nó nói rằng nếu chúng ta có 2N con số thực, 2N là con số thực, tức là một bộ gồm N là số thực thứ nhất, A1 cho tới AN, rồi một bộ gồm N là số thực thứ nhì, là từ B1 tới BN, thì ta có là A1, B1, cộng A2, B2, cộng cho AN, BN mà bình phương thì nhỏ hơn hay bằng tích của hai cái tổng, mà cái tổng thứ nhất đó là A1 bình phương cộng cho tới AN bình phương, và cái tổng thứ nhì đó là B1 bình phương cộng với BN bình phương. Rồi đó là cái bất đẳng thức thứ nhì, đó là bất đẳng thức Schwarz, hoặc là tên đầy đủ đó là bất đẳng thức Cauchy-Schwarz. Cái bất đẳng thức thứ ba mà chúng ta dùng đó, đó gọi là bất đẳng thức Bernoulli. Bất đẳng thức Bernoulli thì nó phát biểu là nếu A là một con số lớn hơn hay bằng 1, thì ta sẽ có là 1 cộng A mũ N thì lớn hơn hay bằng 1 cộng N là A. Và cái điều này thì nó đúng với mọi N là thuộc về N là lớn. Thì trong các cái bất đẳng thức này, này nó đều dựa vào cái tổng hữu hạn và cái tích hữu hạn. Cái này nó cũng là lũy thừa. Lũy thừa là một cái loại tích hữu hạn. Cho nên toàn bộ tất cả cái này, này là đều được chứng minh bằng quy nạp. Thế thì ở đây đó, nhắc lại một lần nữa, cũng giống như là các cái chứng minh liên quan tới hằng đẳng thức thì tôi đã trình bày trong tài liệu. Thì các bạn đọc, và nếu các bạn mà có thắc mắc trong cái chứng minh của cái định lý đó thì các bạn có thể hỏi. Còn ở đây thì tôi sẽ trình bày cái ý nghĩa của nó. Cái việc đầu tiên đó là cái bất đẳng thức Cauchy này. Thế thì cái bất đẳng thức Cauchy này đó, nếu mà đúng cái tên nước ngoài đó, thì cái này nó, cái trung bình mà A cộng B chia 2 đó, nó gọi là arithmetic mean, tức nếu dịch sát nghĩa đó, nó gọi là trung bình số học. Còn mà cái căn AB đó, nó gọi là trung bình hình học. Ở Việt Nam mình, ở tiếng Việt thì ta gọi là trung bình số học này nè, ta gọi là trung bình cộng. Trung bình hình học này nè, thì ta gọi đó là trung bình nhân. Thế thì trung bình cộng thì dễ hiểu rồi, trung bình số học thì dễ hiểu rồi. Thế thì cái ý nghĩa tại sao ta gọi đó là trung bình nhân, à trung bình hình học, là bởi vì nó xuất phát từ hình học. Thế thì xuất phát từ một tam giác vuông, chúng ta có một cái tính chất là ở trong tam giác vuông, nếu ta kẻ cái đường cao thì chiều dài đoạn này, ta gọi cái này là A, B, C, rồi H, thì ta sẽ có là A, B bình phương là bằng BH nhân BC, bằng BH nhân BC. Và vì vậy cho nên là chúng ta sẽ có là AB là bằng căn của BH nhân cho BC, căn của BH nhân cho BC. Và chính vì vậy cho nên là cái, nếu mà chúng ta nói thì ta sẽ thấy rằng AB là trung bình nhân, chiều dài của một cạnh, cạnh tam giác vuông đó, là trung bình nhân của cái cạnh huyền và hình chiếu của nó xuống cạnh huyền.
Rồi chúng ta quay trở lại ha. Tôi nhắc lại nè. Nếu mà hai cái vector AB, vector A có các thành phần là A1, AN, vector B có các thành phần là B1, BN, thì cái bất đẳng thức sót đó là nó được phát biểu là bình phương của cái này nhỏ hơn hay bằng cái này nhân cái này. Vậy nếu nó lấy căn hai vế, vế tay trái là căn của bình phương thì nó cho ra chỉ số tuyệt đối. Cái vế phải nó sẽ là một tích hai căn. Lấy thành từng thành phần của vector A nhân cho thành phần tương ứng của vector B rồi cộng lại thì trong hình học nó là cái tích vô hướng giữa hai vector. Còn mà mỗi một cái thành phần mà chúng ta bình phương lên rồi cộng lại rồi lấy căn thì nó ra cái chiều dài của vector đó. Thì khi đó cái bất đẳng thức sót nó chẳng qua có ý nghĩa là chỉ số tuyệt đối của tích vô hướng thì nhỏ hơn hay bằng tích các mô đun. Và đứng về phương diện hình học thì cái khái niệm này là hiển nhiên, là bởi vì trong hình học, trong R2 hoặc R3, tức là khi n là bằng 2 hay n là bằng 3, thì chúng ta có thể hình dung cái không gian mặt phẳng hoặc là không gian được đó. Thì khi đó người ta định nghĩa là tích vô hướng của hai vector là bằng tích hai cái chiều dài các vector đó nhân cho cos của cái góc theta tạo bởi hai vector đó. Và như vậy thì tỷ số tuyệt đối của tích vô hướng AB thì nhỏ hơn hay bằng tích hai mô đun, là bởi vì tỷ số tuyệt đối của cos theta thì nhỏ hơn bằng 1. Rồi, còn cái bất đẳng thức Bernoulli thì là nó không có cái ý nghĩa hình học. Rồi, đó là các cái bất đẳng thức mà chúng ta có. Rồi, và đó là các cái tính chất mà chúng ta xuất phát từ từ cái tính chất của các phép cộng, phép nhân. Và đó là cái phần đầu liên quan tới các tính chất của các cái phép toán cũng như là các cái quan hệ thứ tự. Tuy nhiên các cái tính chất đó là nó chỉ là các cái tính chất đặc biệt mà dành riêng cho R, nhưng mà trên Q nó cũng đúng như vậy. Thế thì cái sự khác biệt giữa Q và R sẽ được phân biệt bằng cái tiên đề sau, nó gọi là tiên đề đầy đủ. Tuy nhiên ở đây thì chúng ta sẽ ngừng ở đây và chúng ta sẽ nắm vững tất cả các cái phần liên quan tới các cái tính chất của các phép toán cũng như là quan hệ thứ tự trên R, các tính chất thông thường, trước khi chúng ta đi vào một cái tiền đề quan trọng dành cho R đó, đó là tiên đề đầy đủ. Trước khi mà đi thì một trong các cái bài học vừa rồi đó thì các bạn chưa có cái câu hỏi nào cả, cho nên bữa hôm nay thì tôi sẽ tập trung chủ yếu là trả lời cái câu hỏi. Trong đây thì chúng ta sẽ đi xem các cái câu hỏi từ đầu. Đầu tiên thì bạn Hội thì không có vấn đề gì, bạn Sơn, bạn Văn, bạn Sơn, bạn Thùy Trang, bạn Huệ. Rồi, bạn Hòa, bạn có nói là bạn không hiểu lắm về cái cách chứng minh bằng quy nạp và bạn muốn tôi là giải thích và chữa bài tập 1D chương 1. Bài tập 1D chương 1. Trước tiên là cái bài tập 1D chương 1 này không hẳn là bằng quy nạp. Đây nó là những cái tính chất liên quan tới đây là những cái tính chất liên quan tới cái các cái số tổ hợp. Đây là những cái bài tập nhưng mà nó là những cái kết quả thông thường mà chúng ta sẽ dùng ở trong chương sau. Vì vậy cho nên là bạn hỏi là về quy nạp thì tôi giải thích một chút về cái chuyện quy nạp. Thế thì cái phần mà tổng quát về phép quy nạp đó, thì thường là sẽ được nhắc lại ở trong một cái phần, trong một cái môn mà sau này chúng ta học, nó gọi là môn logic.
hoặc là bây giờ nó gọi là môn logic toán. Tuy nhiên thì tôi sẽ nói cái ý tưởng chính của cái phép quy nạp ở đây. Thế thì cái phép quy nạp đó, cái phép quy nạp là nó phát biểu như sau. Là nếu chúng ta có một cái phát biểu PN nào mà lệ thuộc vào N là số tự nhiên. Nghe nhắc lại nè, nếu chúng ta có một cái phát biểu PN nè, mà N là một số tự nhiên, ta gọi là phát biểu, hay là nói theo đúng danh từ của logic, tức là chúng ta có một mệnh đề. Một mệnh đề tức là một phát biểu mà chân trị của nó hoặc đúng hoặc sai, nhưng không thể vừa đúng vừa sai. Thì đó là một phát biểu mà thông thường đó, thông thường ở dưới trung học hoặc là chính bây giờ chúng ta gặp, thì đa phần là chúng ta gặp các đẳng thức hay các bất đẳng thức. Thí dụ cái phát biểu PN của mình đó là cái phát biểu là 1 cộng 2 cộng cho tới N là bằng N nhân N cộng 1 trên 2. Vậy thì điều này có nghĩa là ứng với mỗi một số tự nhiên ta có một cái phát biểu. Ứng với mỗi một số tự nhiên ta có một phát biểu. Thí dụ cái phát biểu này nó nói là tổng của N số tự nhiên đầu tiên thì bằng cái này. Vậy thì cái phát biểu N bằng 1 thì nó sẽ là 1 bằng 1 nhân 1 cộng 1 trên 2. Còn N bằng 5 thì cái phát biểu này nó là 1 cộng 2 cộng 3 cộng 4 cộng 5 là bằng 5 nhân 5 cộng 1 trên 2. Hay nói như vậy, điều này N bằng N thay đổi, chúng ta có nhiều phát biểu. Và vấn đề quan trọng là người ta muốn chứng minh rằng cái PN này nè là đúng với mọi N nè. Muốn chứng minh PN là đúng với mọi N thì người ta chứng minh nó bằng quy nạp. Nghĩa là như vậy, người ta chứng minh rằng cái phát biểu này đúng khi N là bằng 1. Tức là cái phát biểu này đúng. Chẳng hạn như trong trường hợp này chúng ta thấy rõ ràng là 1 bằng 1 nhân 1 cộng 1 trên 2 là đúng. Sau đó người ta chứng minh rằng giả sử cái đẳng thức này đúng khi N là bằng K thì nó sẽ đúng khi N là bằng K cộng 1. Thì cái phương pháp như vậy là phương pháp chứng minh bằng quy nạp. Còn mà cái bài tập 1D ở trong cái phần bài tập ở đây đó thì không nhất thiết là dùng quy nạp. Không nhất thiết là dùng quy nạp ở đây. Thì đó là cái câu hỏi của bạn Hòa liên quan tới phép quy nạp. Sẵn đây thì tôi cũng muốn hỏi luôn là các cái bài mà câu bài 1, câu A, câu B, câu C đó là bạn Hòa đã làm chưa? Về nguyên tắc đó, là chúng ta chỉ làm những phần câu sau khi những câu trước chúng ta đã làm. Đó, vậy thì tôi hỏi lại bạn Hòa là các câu A, B, C bạn đã làm chưa? Rồi đó là câu hỏi của bạn Hòa. Bạn Bảo thì có nói là không có tiếng, thì lúc nãy nó bị hết pin giữa chừng, thì sau đó đã thay pin lại. Rồi một loạt các câu hỏi của các bạn là liên quan tới cái phần mà mất tiếng. Thì bây giờ trong cái phần mất tiếng vừa rồi đó, thì sau đó thì tôi có giảng lại một khúc, thì không biết là cái chỗ đó là thế nào. À, bạn nói là từ chỗ tam giác vuông. Như vậy thì lúc nãy đó thì tôi có nói lại là
là cái chỗ tam giác vuông á, đó là cái bất đẳng thức Cauchy. Rồi ok, chút xíu tôi sẽ coi lại chỗ đó. Bạn Phương có nói cái phim offline buổi học trước à, cái tuần trước nữa thì các bạn có phim offline phải không? Còn cái tuần vừa rồi đó, nó là cái tuần mà ở trường nghỉ bù cho nên là buổi đó là không có học, tức là thứ hai tuần trước là không có học. Thứ hai tuần trước là nghỉ bù, thứ hai nghỉ bù Tết dương lịch, cho nên là cái buổi trước là không có phim offline, tại vì có học đâu mà có phim. Rồi à, bạn Tùng thì có nói là bạn có nói là kiến thức của bạn cũng đã nên mong là tôi dạy chậm à, chính lúc nãy thì tôi có liếc sơ qua cái phần thảo luận đó, thì tôi thấy có một bạn bạn Hội đó, thì không biết là bạn nói môn tôi hay là môn lập trình hay môn gì đó, nhưng mà bạn Hội thì lại có ý kiến là các bạn hỏi sao mà học mãi bài 1. Thì thật sự đây là chúng ta mới qua có cái phần màu đầu của cái chương 1, thì các bạn thấy như vậy, tức là tôi làm như vậy đó là tôi làm rất kỹ và rất chậm. Vì vậy cho nên trong từng phần tôi giảng trước, nếu chỗ nào các bạn chưa rõ thì các bạn sẽ phải hỏi ngay nha. Rồi đó là cái câu hỏi của bạn Tùng. Rồi bạn Hòa thì có nói là bạn làm được câu A, câu B, câu C rồi. Ok. Còn câu D thì bạn chưa làm được. Thế thì bản chất cái câu D đó, bản chất câu D nó chính là cái mà nó dùng cái hằng đẳng thức vừa rồi chúng ta học. Thì tôi chỉ hướng dẫn thôi, là bởi vì để cho tất cả các bạn là có cùng một cái tốc độ học như nhau. Cho nên là như vậy, là nếu mà chúng ta coi cái công thức khai triển nhị thức mà lúc nãy chúng ta có đó, tức là cái công thức mà của cái định lý 1.5 này nè, bây giờ nếu mà chúng ta lấy cả A lẫn B đều bằng 1 thì vế trái này nè sẽ là 2 mu n. Vế phải đó là vì cả A lẫn B đều bằng 1 cho nên cái số hạng này nó chỉ còn lại là C n k, với k thay đổi từ 0 cho tới n. C n k với k thay đổi từ 0 cho tới n nè, mà của các C n k, cho nên nó là bằng CN0 cộng CN1 cộng cho tới CNN. Đó, đó là trường hợp thứ nhất. Còn trường hợp thứ hai, đó là chúng ta dùng cái hệ quả 1.6. Nếu trong cái hằng đẳng thức này mà ta thay A bằng 1, B bằng 1 thì vế trái sẽ bằng 0. Vế phải thì cái A mũ N là trừ K, B mũ K này nè, bởi vì A bằng B bằng 1 cho nên nó mất, cho nên nó chỉ còn lại cái đại lượng là sigma k thay đổi từ 0 cho tới n của trừ 1 mũ k CNK. CNK mà nhân cho trừ 1 mũ k, trừ 1 mũ chẵn thì bằng cộng 1, trừ 1 mũ lẻ thì bằng trừ 1. Cho nên nó là bằng CN0. K bằng 0 thì nó bằng 1. Rồi trừ cho CN1, rồi cộng cho CN2, vân vân kéo dài như vậy. Và đó chính là cái ý của cái hằng đẳng thức này, tức là một cái là CN0 cộng CN1 cộng cho tới CNN bằng 2 mũ n, đó là do cái hằng đẳng thức A cộng B mũ n. Còn cái câu E đó là CN0 trừ CN1 cộng CN2, rồi cứ mỗi một cái đại lượng CNK thì nhân cho trừ 1 mũ K, thì tổng tất cả các đại đó là bằng 0, đó là do cái hằng đẳng thức A trừ B mũ n. Rồi, đó là cái tôi điểm qua một loạt các cái câu hỏi của các bạn. Tuy nhiên thì
đa phần thì các bạn chỉ lúc nãy đó thì một loạt cái đó, hoặc là các bạn chào tôi, hoặc là các bạn báo cho tôi cái chuyện mà mất mất tín. Thế thì ở đây đó thì theo cái câu một lúc nãy của một bạn nhắc đó, là bị mất ở cái lúc mà tôi nói cái mất cái chỗ mà tôi nói cái tam giác gì đó ha, thì tôi sẽ nói lại cái ý chỗ cái chỗ tam giác vuông. Thì cái đó là khi mà tôi trình bày cái ý nghĩa hình học của cái bất đẳng thức Cauchy và cái bất đẳng thức Cauchy và cái bất đẳng thức Schwarz. Rồi đây. Rồi thì tôi nhắc lại. Thế thì trong cái bất đẳng thức Cauchy đó thì cái đại lượng A cộng B trên 2 lớn hơn hay bằng căn AB. Thì cái đại lượng này ta gọi là trung bình cộng, nhưng mà tên đầy đủ, tên nước ngoài nó gọi là arithmetic mean. Mean là trung bình, arithmetic là số học. Còn cái đại lượng này đó nó gọi là geometric mean. Geometric là hình học, mean là trung bình, thì nó là trung bình hình học. Cái trung bình số học thì dễ hiểu rồi, số trung bình, số ở giữa thì dễ hiểu rồi. Thế thì cái trung bình, cái này thì cái nguyên thủy của nó là trung bình hình học. Bởi vì sau này trong cái chương liên quan tới chuỗi thì chúng ta sẽ có một cái đại lượng chuỗi, nó gọi là chuỗi hình học. Thì nó liên quan tới cái trung bình hình học này. Thì cái ý của nó là như sau. Là nếu bây giờ ta lấy một cái đoạn có độ dài là A, rồi bên đây ta lấy một đoạn có độ dài là B, chỗ này ta kẻ lên, xong rồi ta vẽ cái vòng tròn để mà cắt tại đây, thì chúng ta sẽ ra được một tam giác vuông. Tức là vòng tròn tâm là điểm này. Thế thì nếu mà cái chiều dài đoạn này là B, chiều dài đoạn này là A, thì do tính chất của tam giác vuông, nếu chúng ta xét tam giác vuông ABC và có chiều cao là BH, thì ta sẽ có là AB bình phương là bằng BH nhân BC. Mà nếu BH là bằng B, BC là bằng A, thì cái này đó là bằng tích AB. Thì khi đó chúng ta suy ra là AB là bằng căn của AB. Đó, và như vậy có nghĩa là cái chiều dài cái đoạn này là bằng căn của tích AB. Và do đó cái đại lượng này, cái đại lượng căn AB này nè, nó xuất hiện ở trong hình học. Và do đó người ta gọi nó là cái trung bình hình học. Cái đại lượng này nó sẽ lớn hơn cái nhỏ và nó nhỏ hơn cái lớn, nhưng mà nó không phải là chính giữa. Nếu mà cái chiều dài chính giữa ở đây thì nó là trung bình số học. Còn cái chiều dài mà như thế này nó là trung bình hình học. Đó là cái phần mà lúc nãy mình bị mất, mà lúc mà mất hết pin đó. Còn cái phần mà cái ý nghĩa của cái bất đẳng thức Schwarz đó, thì lúc nãy tôi đã có nhắc trở lại cái ý nghĩa của bất đẳng thức Schwarz rồi. Câu hỏi của bạn Quốc đó, thì bạn có hỏi là có buổi chữa bài tập riêng không? Thế thì câu hỏi tôi nhắc lại với các bạn đó, là trong mỗi một buổi như vậy đó, thì là tôi để dành riêng, tức là các cái phần mà tôi đã giảng và các trong cái phim offline mà các bạn nghe đó, coi đó, thì cái buổi này là chủ yếu là tôi sẽ trả lời thắc mắc. Như vậy thì cái thắc mắc này không nhất thiết chỉ là trong phần bài tập. Ngay cả bài tập cũng vậy, thí dụ như là các bạn hỏi cái nào thì tôi trả lời cái đó, chứ không phải là tôi làm bài tập luôn. Tại vì nếu tôi làm bài tập luôn á, thì nó chỉ có ý nghĩa, cũng nó sẽ giống hệt như trong giáo khoa. Cho nên là những cái phần nào đó mà tôi giảng trong các cái phim offline đó, thì các bạn theo dõi, các bạn coi lại. Thế, mỗi một lần tôi giảng như vậy thì các bạn có cái phim, thì các bạn xem, rồi các bạn có thắc mắc gì không thì các bạn hỏi, tôi trả lời. Và đồng thời bài tập thì các bạn làm, mà thắc mắc bài nào thì các bạn hỏi, tôi sẽ trả lời bài đó. Đó, cho nên là cái buổi này đó là chúng ta sẽ làm chuyện đó ha.
Cho nên thí dụ như bạn Quốc có gì thắc mắc, bạn sẽ hỏi luôn đi. Rồi, nhất là theo cái yêu cầu của lúc nãy có bạn gì, bạn Tùng hay gì đó phải không? Thì tôi biết, cho nên là những cái phần vừa rồi là tôi làm, mỗi một buổi như vậy đó là tôi làm rất chậm, từng chút một. Cho nên các bạn tốt nhất là các bạn theo dõi kỹ cái đó và hỏi. Chẳng hạn như bây giờ đó là hiện tại là cho tới giờ phút này, là khi chúng ta học hết cái hằng cái bất đẳng thức này nè, là chưa có cái gì là đặc biệt. Ở dưới trung học chúng ta cũng đã biết qua rồi. Bắt đầu qua cái phần kế tiếp, tức là cái phần mà như tôi nói đó, là cái phần về tiên đề đầy đủ, thì bắt đầu là nó đi qua những cái chuyện mà trước đây ở dưới trung học chúng ta chưa biết. Vì vậy cho nên là những cái phần vừa rồi đó, cho tới cái hằng đẳng thức, bất đẳng thức, định nghĩa tổng hữu hạn, tích hữu hạn, rồi các bạn có thắc mắc gì các bạn hỏi. Và trong phần bài tập vẫn chủ yếu là dựa vào những cái kiến thức đó. Ví dụ như ở đây là cái bài tập 1 là các cái tính chất liên quan tới cái tổ hợp. Bài tập 2 vẫn chỉ là những cái bất đẳng thức thông thường. Nha. Chú ý rằng ở trong cái phần bài tập 2 này nè, thì nó có một chỗ đánh máy sai. Đó là cái câu C và câu D đó. Đó là cái trị số tuyệt đối ở phía sau đó. Nó là trị số tuyệt đối của A trừ B. Đổi là dùm tôi chỗ này là dấu trừ chứ không phải là dấu cộng nha. Rồi, còn ngoài ra những đó, ngoài ra tất cả những cái tính chất này, nó là những cái tính chất mà chỉ liên quan tới đẳng thức và bất đẳng thức. Và như vậy có nghĩa là học cho tới phần vừa rồi xong là các bạn có thể làm được chuyện này. Do đó các bạn sẽ coi kỹ lại chuyện đó dùm tôi chuyện đó. Bạn Khánh có nói là bạn muốn là giới thiệu cho các bạn một số tài liệu môn này để tham khảo. Tôi đề nghị với bạn như sau. Vấn đề quan trọng là giới thiệu tài liệu tham khảo, thì tài liệu về toán cao cấp á, là ở trên thị trường rất nhiều. Tuy nhiên tôi nhắc lại nè, ngay cả như hiện tại các bạn đã có trong tay cái giáo trình mà sát với lại cái môn mà mình học, các bạn đã đọc chưa và các bạn đã có hỏi chưa? Nếu mà dựa trên cái giáo trình mà mình đang học ở đây, các bạn download được mà, in được mà, thì các bạn đọc cái đó. Mà nếu mà các bạn chưa hiểu đó, thì các bạn đọc thêm cái tài liệu tham khảo thì cũng vô ích thôi nha. Đó là câu hỏi của bạn Gia Khánh. Rồi bạn Quang Khánh thì không có gì đặc biệt. Rồi, bạn Đặng Nguyễn Tấn Phát thì cũng với cùng một cái ý gần giống như bạn Gia Khánh, tức là bạn muốn có tài liệu tham khảo. Vấn đề quan trọng là bạn nghĩ rằng, bạn Phát cũng như là bạn Khánh, hai bạn nghĩ rằng là các bạn sẽ đọc cái tài liệu khác là sẽ dễ hiểu hơn. Tại sao các bạn không đọc thẳng ngay vô cái tài liệu mà tôi đang giảng sát theo như vậy? Chỗ nào không hiểu các bạn hỏi. Thì có phải là gọn hơn không? Cho nên theo tôi đó, nó vẫn chỉ là cái chuyện mà các bạn sẽ tưởng rằng là kiếm được những tài liệu khác, các bạn đọc thêm, nó sẽ dễ hiểu hơn. Tôi không tin chuyện đó đâu. Không tin chuyện đó đâu. Cho nên bây giờ các bạn tập trung vô một cái giáo trình này. Rồi các bạn có download xuống rồi, các bạn in ra rồi, trong đó các cái chứng minh là có đầy đủ rồi. Đồng thời tôi giảng sát theo giáo trình này, vậy thì các bạn tập trung vô hỏi ở trên giáo trình này. Rồi, các bạn chuẩn bị có câu hỏi. Tôi nhắc lại đó, là cái phần mà chúng ta vừa học xong đó, là nó liên quan tới lại cái đẳng thức
và bất đẳng thức thông thường trên R. Và cái đó chính là cái mà chúng ta đủ dùng trong nguyên phần bài tập và các phần sau. Ngoài ra đó thì cái phần mà kế tiếp thì nó liên quan tới một cái tính chất đặc biệt, nó tạo ra cái sự khác biệt giữa tập các số hữu tỉ Q và tập các số thực R. Đó là cái tiên đề đầy đủ. Và cái đó là cái mà ở dưới trung học chúng ta chưa được học. Vì vậy cho nên là tôi muốn rằng tuần này và tuần sau thì các bạn tập trung vô cho tôi là đọc những cái phần mà tôi đã giảng, và qua đó có thắc mắc gì hỏi. Và đồng thời đối với bài tập thì là nhiêu đó là ta đủ để làm bài tập trong cái phần của chương 1 này. Thì các bạn tập trung vô làm chuyện như vậy, sẵn tay vô đi. Còn mà cứ chờn vờn là chẳng tới đâu đâu. Bạn Phong có nói là bài thật cho mà sinh viên không thể làm được. Thầy không giải bài mẫu thì sinh viên sẽ không làm được. Thầy giải bài tập mẫu sau đó cho bài tập tương tự để sinh viên làm. Chú ý rằng cái chuyện này là cái chuyện mà tào lao ở dưới trung học. Tất cả chúng ta dựa vào định nghĩa. Thí dụ đi, bạn Phong, bạn có làm được câu 1A này không? Tất cả chúng ta dựa vào định nghĩa. Còn bây giờ mà bảo làm bài tập mẫu rồi cho bài tập tương tự để làm, đó là cái lối mà ở dưới trung học, tức là cái lối mà cho các bài về khảo sát hàm số, xong rồi quy trình bước 1 là tìm miền xác định, bước 2 là lấy đạo hàm, bước 3 là lập bảng xét dấu. Tất cả ở đây á, nó chỉ là những cái kiến thức mà chúng ta trực tiếp từ định nghĩa và chúng ta làm. Đó, thí dụ như tôi câu hỏi này, tôi đặt với bạn Phong này. Thí dụ như bài tập số 1, bạn đã làm chưa và có làm được không? Đó, còn bây giờ nếu mà bài tập 1, câu A mà tôi làm mẫu cho bạn bài này, thì tôi không thể nào có được một cái bài khác mà gọi là tương tự với câu bài 1, câu A này được. Và chính cái bài tập 1, câu A này nè, là trong phần giáo khoa khi tôi giảng là tôi cũng có nói. Lúc nãy tôi có nói. Đó. Vì vậy cho nên là các bạn coi kỹ lại ha. Còn bây giờ mà bảo rằng cho một bài tập tương tự, xong rồi từ đó để mà suy ra, tức là những cái chuyện mà đi sâu vô bài tập. Cái chuyện bài tập là để làm gì? Bài tập là để hiểu giáo khoa. Chứ không phải là bài tập là một phạm trù độc lập với giáo khoa. Tôi nhắc lại nhé, bài tập làm là để hiểu thêm cái phần trong giáo khoa, chứ không phải là bài tập là một phạm trù độc lập với giáo khoa. Thành ra là chúng ta có một cái thói quen là nhìn cái phần bài tập giống như là cái phần về luyện thi. Đó, ở đây không phải là cái vấn đề luyện thi, mà cái vấn đề là để hiểu bài học. Nha, chú ý bạn Phong. Cứ làm đi rồi hỏi. Bạn Sơn có hỏi là cách chỉnh sửa các chỗ sai thầy lưu ý như thế nào? Cách chỉnh sửa các chỗ sai thầy lưu ý như thế nào? Tôi không hiểu ý của bạn Sơn câu hỏi này. Để coi. Rồi bạn Sơn, câu trước thì tôi không hiểu chứ. Nhắc lại nè, cái câu trước của bạn Sơn á, thì bạn nói là cách chỉnh sửa các chỗ sai thầy lưu ý như thế nào ạ? Thì tôi không hiểu cái chỗ cách chỉnh sửa các chỗ sai là cái gì. Thí dụ như câu thứ hai của bạn Sơn hỏi là với kiến thức đã học hiện giờ thì bạn có thể làm tới bài tập mấy vậy? Thì tôi vừa mới nói lúc nãy đó là cái mà chúng ta học đó là làm hết toàn bộ tất cả các cái tính chất này rồi đó. Đó là cái câu hỏi thứ nhì của bạn Sơn. Rồi, như vậy bạn Phong có nói là câu thứ nhất làm được rồi,
Vậy thì tôi hỏi tiếp luôn. Câu 1 làm được. Câu 1 tức là 1A cái gì phải không bạn Phong? Câu 1A, 1B làm được không? Rồi, rồi đó, như là bạn Mai Hồng Trinh thì bạn nói là làm được câu ABC. Bạn làm được câu ABC. Câu D và câu E thì vừa rồi là tôi hướng dẫn. Tức là câu D và câu E. Câu D và câu E thì tôi hướng dẫn đó là dùng cái hằng đẳng thức. Trong câu D là dùng cái hằng đẳng thức là A cộng B mũ N với A bằng 1, B bằng 1. Và cái câu E đó là dùng cái hằng đẳng thức A trừ B mũ N với A bằng 1, B bằng 1. Rồi, các bạn triển khai, các bạn viết cái đó ra. Bạn Sơn có nói là cách edit nội dung công thức toán trong file Word. Nếu mà bạn có cái file Word đó, thì khi mà sửa đó, thì bạn nhưng mà tôi soạn cái này là bằng bằng cái MathType, cho nên là bạn phải có cái phần mềm MathType. Nên cho thí dụ như tôi giữ nguyên cái file ở trong cái tài liệu này nhé. Để mà tại vì cái tài liệu này thì các bạn đã download xuống rồi, cho nên những chỗ nào mà tôi nói sai đó, thí dụ như lúc nãy tôi có nói là công thức nào rồi, công thức đây, công thức này đó là K bắt đầu từ 0, thì về nguyên tắc đó, là cái này là double click thì là nó sẽ sửa cái, nó sẽ vô cái là gì nè, double click to open MathType và equation. Sao cái trên máy này tôi không làm được? Mình không. Hả? À rồi. À vậy hả? À. Cái này nếu mà có bản quyền thì có thể làm được. Ha? Tức là như vậy này, bạn double click vô trong ở đây. Thì cái này thì do cái mà ở trên máy của mạng á, thì cái MathType mới download xuống để mà hiện ra cho các bạn thôi. Tại vì nếu mà không thì nó sẽ không hiện ra. Thì nếu bạn có cái chương trình mà MathType và đó, equation, thì khi double click vào á, thì nó sẽ hiện ra. Và lúc đó các bạn có thể đi vô từng vị trí một mà các bạn sửa. Nha. Đó là câu trả lời câu hỏi của bạn Sơn. Rồi, câu hỏi kế tiếp của bạn Tiến. Bạn Tiến có nói rằng nếu mà trong câu 1 mà bạn chỉ dùng định nghĩa CNK là bằng N giai thừa chia K giai thừa nhân N trừ K giai thừa không, thì có thể làm được hết các câu này không? Thì cơ bản là được. Tuy nhiên, chính xác hơn á, là làm cho nó gọn á, thì là câu A và câu B là trực tiếp dùng định nghĩa. Câu C là dùng câu B. Vậy thì nếu mà câu C hoặc là làm trực tiếp bằng định nghĩa hoặc là dùng câu B thì sẽ ra. Câu D và câu E thì cái này á, nó liên quan giữa với hằng đẳng thức như tôi nói lúc nãy. Đó, thì câu đó là câu hỏi của bạn Tiến. Các bạn phải bắt tay vô làm thử. Vấn đề quan trọng nếu tôi giải cho các bạn thì nó lại cũng không khác gì cả. Ha. Rồi, các bạn tập trung. Có câu hỏi nào nữa không? Cũng giống như là cái bài tập số 2 đó, là các bạn làm được hết. Và đây nó là những cái tính chất mà sau này đó là chúng ta sẽ dùng. Còn câu 3 là chứng minh mệnh đề 1.4, tức là cái mệnh đề liên quan tới mệnh đề 1.4, đó là liên quan tới các cái này, các cái tổng hữu hạn. Thì ở trong đây đó, thì tôi chỉ chứng minh cho một số trường hợp thôi. Mệnh đề 1.4 là mệnh đề này liên quan tới các tổng và tích hữu hạn. Đây là các tính chất mà chúng ta cần.
Thì trong cái phần chứng minh đó, thì tôi chỉ chứng minh bằng ví dụ cái đẳng thức ba. À, và như vậy thì trong đây là chúng ta có cái 6, cái số 5 này là chính là nằm trong phần bài tập rồi. Nó chính là cái bài tập câu 1, câu A và 1 câu B đó. Và như vậy còn lại là 4 cái còn lại thì mới chứng minh có 1 cái. Thì các bạn sẽ chứng minh những cái còn lại. Đó thì là cái bài tập mà kế tiếp. Rồi. Rồi cái bài đó là cái câu bài tập số 3, còn bài tập số 4 đó, là bài tập mà liên quan tới cái bất đẳng thức, thì nó dùng các cái bất đẳng thức mà chúng ta vừa mới nói. Rồi cái bài tập số 5 cũng là liên quan tới các bất đẳng thức, thì chúng ta sẽ dùng các cái bất đẳng thức mà ở trong cái phần trước, cái phần bất đẳng thức vừa học xong đó, bất đẳng thức Cauchy, bất đẳng thức Schwarz, rồi bất đẳng thức Bernoulli. Vấn đề quan trọng là như thế này, các bạn cứ phải đọc cái phần giáo khoa, rồi đọc cái phần chứng minh trong giáo khoa, rồi những cái phần tôi giảng, những cái phần tôi đọc, có cái chỗ nào mà hiểu, không hiểu thì các bạn hỏi. Rồi sau đó là bài tập thì các bạn phải làm thử. Vấn đề quan trọng, nếu mà tôi cho cái bài giải cho các bạn thì cũng vẫn vậy thôi. Các bạn không làm thử thì các bạn sẽ không có tiếp thu được nha. Một câu hỏi nữa mà tôi chuyển đến các bạn nè, đó là các cái phim offline mà của cái phần đầu chương cho tới giờ thì các bạn đã nghe lại, rồi các bạn có đọc ở trong cua, rồi các bạn có thắc mắc gì không? Đó, nội cái chuyện đó là cái cách chúng ta học. Tôi đọc trong cái phần về thảo luận thì bạn Phát có hỏi các bạn là hiểu được bao nhiêu phần trăm. Bạn Trinh nói là 60%. Nhưng mà nếu mà bạn Trinh mà hiểu 60% tức là bạn sẽ có thắc mắc 40%. Vậy thì thắc mắc phần nào tại sao không hỏi? Bạn Hùng có hỏi về cái chỗ sai đánh ở trong cái bài tập 2. Trong cái bài tập 2 đó, cái chỗ sai ở trong chỗ này. Tức là trong cái dấu trị số tuyệt đối này nè, không phải là trị số cả trên cả dưới nha. Không phải là trị số tuyệt đối của A cộng B, mà là trị số tuyệt đối của A trừ B. Cả câu C lẫn câu D, chứ không phải chỉ riêng câu D. Và đó là câu hỏi của bạn Hùng.
Bạn Khánh có hỏi là ngoài xem phim ra thì còn cần xem tài liệu nào nữa không? Cũng giống như một số trường hợp khác lúc nãy thì tôi trả lời là trước mắt là không. Và tạm thời cho đến cái thời gian lâu dài vài năm sau nữa thì không nhất thiết các bạn phải đọc thêm. Cái phim tôi giảng là tôi giảng dựa đúng vào cái tài liệu mà các bạn có trong tay. Nếu các bạn xem cái phim đó, giảng cái tài liệu và các bạn đọc cái tài liệu đó và xem cái phim đó mà các bạn hiểu được thì đó là quá đạt yêu cầu. Nhắc lại nhé, quá đạt yêu cầu, không có nhất thiết là phải đọc. Nhưng vấn đề quan trọng là mình đọc, mình phải chắc là mình hiểu. Đó là câu hỏi của bạn Khánh. Rồi, bạn Hòa có nói là câu D bài 1 thì bạn chỉ dẫn chứng ra là từ công thức nhị thức, công thức khai triển nhị thức Newton và đưa ra lời giải thì có chấp nhận được không hay phải chứng minh chi tiết. Thứ nhất, các bạn chú ý tất cả những cái kết quả trong giáo khoa là những kết quả đã được chứng minh là đúng. Vậy nó được phép dùng. Nhắc lại nhé. Tất cả những cái kết quả được trình bày trong giáo khoa đã được chứng minh là đúng. Vậy chúng ta được phép dùng nó. Và khi chúng ta dùng nó và để ra được cái kết quả như mà mình cần, và như vậy là đạt yêu cầu, không cần phải chứng minh chi tiết. Tức là về nguyên tắc là khi ta đọc phần giáo khoa là ta đã chứng minh cái đó trong giáo khoa chi tiết rồi, thì không cần phải chứng minh chi tiết lại. Đó là câu hỏi của bạn Hòa. Rồi, bạn Trinh thì có nói là 40% là chưa thuộc công thức. Rồi, ok. Cái đó thì trong các chương sau, các công thức đó sẽ được dùng. Đó. Đây nó cũng lại là một cái nó có tính hệ thống. Môn học này học là để lấy kiến thức học môn sau. Trong mỗi một môn học thì các kiến thức được trình bày trong chương trước sẽ được dùng trong các chương sau. Và mỗi một lần mà dùng như vậy lại là một lần mà mình dùng công thức đó trở lại một lần nữa. Cho nên là nếu mà bạn Trinh mà chưa thuộc công thức thì cái chuyện đó tốt thôi, bình thường thôi. Không nhất thiết là chúng ta phải thuộc lòng ngay. Muốn thuộc một cách tự nhiên thì có nghĩa là cái đẳng thức đó, cái công thức đó chúng ta dùng đi dùng lại. Và dùng đi dùng lại thì chúng ta thuộc. Cũng gần giống như là các bạn lập trình. Những cái hàm mà các bạn dùng đi dùng lại thì rốt cục rồi là bạn nhớ, chứ không nhất thiết là bạn phải nhớ theo cái kiểu là đọc tụng kinh để mà nhớ được cái đẳng thức. Nhớ mà không dùng được thì cũng không phải là cái điều gì hay. Rồi, đó là cái câu hỏi của bạn Trinh. Thống nhất với các bạn như vậy đi, tại vì về nguyên tắc là chúng ta sẽ học thêm một tuần sau, rồi thì chúng ta nghỉ Tết, rồi sau đó qua Tết chúng ta mới học lại. Vì vậy cho nên tôi sẽ để cái phần mà tiên đề đầy đủ đó, tôi sẽ để cái phần tiên đề đầy đủ là qua Tết chúng ta học. Vì vậy cho nên là tuần sau thì các bạn tập trung vô cho tôi là các câu hỏi nằm ở trong phần giáo khoa và toàn bộ phần bài tập. Và như vậy thì qua Tết thì tôi chỉ giảng cái ý nghĩa kế tiếp liên quan tới cái tiên đề đầy đủ. Và đó là một cái tiên đề mà ở dưới trung học chúng ta chưa biết nha. Chúng ta chưa hiểu cái tiên đề. Bản chất
những con số mà chúng ta dùng thật trong cuộc đời, dùng thật, dùng được ở trong máy tính, tất cả đều là số hữu tỷ. Nhưng chúng ta vẫn cứ bàn về số thực, những con số biểu diễn ở trong máy tính đều là số hữu tỷ. Nhưng mà chúng ta lại cần dùng số thực. Vậy thì lý do tại sao? Đó là nó xuất phát từ cái nó gọi là tiền đề đầy đủ. Rồi tạm thời coi như là các bạn không có câu hỏi nào thêm, vậy thì mình sẽ nghỉ ở đây. Và mong rằng các bạn á, là coi lại nhé, tôi nhắc lại nè, đọc kỹ lại, coi kỹ lại cái phim offline, rồi thì coi các cái phần chứng minh ở trong giáo khoa, rồi thì sau đó bắt tay vô làm bài tập. Và những thực ra đó, những cái kết quả trong phần bài tập này, nếu mà bảo là bài tập liên quan tới số thực thì nó rất nhiều, nhưng những cái phần mà bài tập mà ở trong cái chương đầu này nè, chương đầu là sẽ dùng trong các chương sau, cho nên các tính chất mà ở đây hoặc là để hiểu rõ cái phần giáo khoa, hoặc là các cái kết quả mà sẽ được dùng trong các chương sau. Rồi, tôi thấy thêm một câu hỏi của bạn Phong. Bạn Phong có nói là giải bài tập thi bí thì không có ai hướng dẫn ngay được, nên phải xếp cất, thầy có cách nào không? Tôi thì tôi đề nghị như sau. Tại vì một tuần thì chúng ta gặp nhau một lần, cho nên tôi nghĩ rằng nếu mà cái phần nào mà bạn bí thì bạn có thể ghi cái câu hỏi đó, thì bạn gửi cái câu hỏi đó thì qua tuần sau tôi sẽ trả lời, và trong vòng một tuần thì tôi có thể trả lời được cái đó cho bạn. Tôi có thể cho bạn địa chỉ email của tôi, nhưng mà nếu mà tôi trả lời mà qua email đó thì tôi cũng không chắc là nó sẽ kịp thời bằng cái chuyện là các bạn cứ chuẩn bị. Và vấn đề quan trọng là tôi muốn trả lời câu hỏi của các bạn á, là tôi trả lời cho tất cả nghe, cho nên là tôi sẽ tránh cái chuyện mà tôi sẽ trả lời riêng cho từng người. Tại vì khi tôi trả lời riêng cho từng người đó thì có thể có nhiều bạn cùng hỏi một vấn đề, và khi đó thì tôi sẽ giảng. Và thứ hai nữa là nếu mà tôi trả lời bạn qua email đó thì nó không có thể có cái mà tôi sẽ trình bày trên bạn được, cho nên các bạn tập trung. Và như vậy thí dụ như bây giờ là như tôi vừa mới nói đó, là bạn coi chuẩn bị kỹ rồi thì qua tuần sau mình sẽ giải quyết toàn bộ tất cả các phần từ đầu cho tới hết cái phần về hằng đẳng thức, bất đẳng thức. Rồi, mình dừng ở đây.